Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Thì có rất nhiều anh em mới chạy quảng cáo thường mắc phải cái sai lầm ở cái chỗ là chọn mục tiêu chiến dịch. Các bạn mong muốn một đằng nhưng mà các bạn lại thao tác một kiểu. Mình lấy ví dụ là các bạn mong muốn là có người inbox cho các bạn để các bạn chốt đơn, thì các bạn lại chọn là các bạn chạy quảng cáo tương tác cái bài viết đấy. Cái quảng cáo tương tác nghĩa là sao? Tức là bạn chạy quảng cáo và người dùng họ like, họ share, hình dung nhỉ, like, share, comment và inbox thì nó đều được tính là tương tác với bài quảng cáo của bạn. Tuy nhiên khi bạn chọn mục tiêu chiến dịch là tương tác này, lượt tương tác này, nhưng ở cái phần lượt chuyển đổi ấy, ở cái chỗ chuyển đổi cái hình thức chạy ấy, thì các bạn chọn là tương tác trên bài viết này hoặc là xem video này, thì cái bài viết quảng cáo của các bạn nó chỉ có gì ạ? Nó chỉ có lượt xem video là một này, nó chỉ có lượt like là hai này, nó chỉ có lượt xem bài viết là ba này. Đấy, còn nó có lượt share là 4 này. Còn cái lượt comment và cái lượt inbox nó sẽ rất là ít. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn chạy lượt tương tác mà có comment, có inbox thì cái content quảng cáo của các bạn phải có cái kêu gọi hành động rất là mạnh mẽ, và đặc biệt cái bài viết, bài quảng cáo của các bạn nó phải đánh vào cái nỗi đau của khách hàng nó cực kỳ lớn thì người ta mới bình luận và người ta mới inbox cho các bạn. Còn nếu như các bạn muốn có người inbox cho các bạn, muốn có người nhắn tin cho các bạn để các bạn có thể tư vấn chốt đơn, thì các bạn hãy chọn mục tiêu chiến dịch là lượt tương tác, nhưng khác ở chỗ là các bạn sẽ chạy là ở đây là gửi tin nhắn, hình dung chiến dịch gửi tin nhắn chứ không phải là trên quảng cáo của bạn hay là thích trang. Các bạn hình dung là phải nhớ là các bạn muốn có tin nhắn thì các bạn phải chạy quảng cáo có tin nhắn. Đấy là cái thứ nhất là chọn sai mục tiêu chiến dịch. Cái thứ hai là mình thấy rất nhiều bạn mới sai mong muốn. Sai mong muốn đây là gì? Là các bạn chạy like fanpage cho tăng like lên là một này. Các bạn chạy tăng lượt theo dõi, tăng lượt tương tác với fanpage của mình là hai này. Chạy tiếp cận nhiều người là ba này. Thì xin đưa với các bạn là nếu như bạn muốn làm như vậy thì bạn phải có một khoản đầu tư cực kỳ lớn và thường xuyên đều đặn. Mình lấy ví dụ như bản thân mình nhá. Hiện nay mình có chạy tương tác và có chạy tiếp cận, nhưng mỗi tháng mình chỉ chạy ngân sách rất là thấp thôi. Đâu đó nó khoảng 50.000 một ngày chạy tiếp cận. Thì các bạn hiểu là khi các bạn chạy tiếp cận đối tượng khách hàng mới thì sẽ không bao giờ có đơn hàng hết. Nó giống như cái việc là quảng cáo của Coca-Cola, quảng cáo của các cái hãng ở trên truyền hình ấy, họ sẽ không quảng cáo bảo các bạn mua đi đâu, mà các bạn họ chỉ nhắc cái tên thương hiệu để cho khách hàng nhớ đến họ thôi. Còn họ muốn mua họ phải ra tạp hóa. Thì khi các bạn chạy quảng cáo lượt tiếp cận cũng như vậy, đặc biệt là các bạn bán hàng có cái cửa hàng ở địa điểm và các bạn bán quanh khu vực, thường các bạn hay mắc mỗi lỗi này rất là lớn. Đấy là cái tiếp cận. Còn cái nữa là kể cả các bạn bán địa điểm, các bạn muốn khoanh vùng thì các bạn vẫn chạy quảng cáo tin nhắn giúp mình. Bởi vì chạy quảng cáo tin nhắn hay là chạy quảng cáo chuyển đổi thì lúc đấy nó mới ra data, nó mới ra lead để các bạn chốt sale. Các bạn hình dung nào? Thì các bạn phải hiểu rõ được cái mục tiêu chiến dịch, và cái mục tiêu chiến dịch nó phải phù hợp với cái mục đích của các bạn. Nếu như không phù hợp với mục đích của các bạn thì các bạn làm nó bị fail và nó bị mất tiền, và rất nhiều các bạn sẽ lản. Đặc biệt là gần đây có rất nhiều, không hiểu tại sao các bạn xem kênh YouTube của mình nhưng mà có rất nhiều các bạn mắc cái lỗi này và các bạn làm sai mục tiêu ấy. Sau đó các bạn nhắn tin cho mình bảo em chạy hết cả ngày tiền mà nó không ra một cái tin nhắn nào cả. Thì khi mình bảo các bạn chụp màn hình thì các bạn hầu hết các bạn chụp màn hình điện thoại của các bạn, các bạn set cam trên màn hình điện thoại rồi các bạn chụp cho mình, thì các bạn mắc phải cái sai lầm là chọn sai mục tiêu chiến dịch. Thì có thể là do các bạn đang set cam trên cái điện thoại dẫn đến là các bạn chọn sai mục tiêu chiến dịch đấy. Vậy nên là để đạt được hiệu quả, để được cái số lượng người nhắn tin cho mình, để được số lượng data, số lượng lead quan tâm đến sản phẩm dịch vụ, nhắn tin hỏi hàng với mình, thì các bạn cần chọn đúng mục tiêu chiến dịch các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.